Chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền .vn, mình là Trường Lê. Ngày hôm qua thì cửa hàng mình vừa mới về một số lượng loa Arirang, bao gồm là Arirang Classic One và Arirang MB2 Pro đó anh em. Nhắc lại một chút về thông số của Arirang Classic One thì Arirang Classic One sẽ cho anh em hai phiên bản màu lựa chọn, thứ nhất là màu xanh và thứ hai là màu đen ha anh em. Về phần trang bị âm thanh thì em loa của mình sẽ được trang bị một bass 16.5cm, một bit 10 xăng và một chép 4 xăng cho công suất là 150W. Còn đối với Arirang MB2 Pro thì sẽ cũng có hai phiên bản màu cho anh em luôn, là màu đen và màu xanh. Và phần trang bị âm thanh thì em loa của mình sẽ được trang bị là bass đôi 16.5cm nè, một mic 8 xăng và một chép 4 xăng với cái công suất là 200W. Bây giờ thì mình sẽ kết nối thử từng em loa ở đây với điện thoại để cho anh em nghe thử phần âm thanh nha. Từ KBC giá lạnh rừng gửi lời thăm về em yêu dấu, qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo. Điêu linh nhớ em nhiều biết sao thôi, đành vùi chôn khỏa lập chưa tình. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng, thơm mùi thơm. Hãy subscribe.